Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An chiều nay thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2017 nhằm ngày 28 Tết. Chương trình thời sự do Đài Truyền thanh huyện Mộc Quá thực hiện có những nội dung đáng chú ý sau. Một quá cơ bản hoàn tất xuống giống lúa đông xuân, một quá chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, Phần cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mộc Quá thực hiện nội dung tiết kiệm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai trong hệ thống hội tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả hai mô hình hữu cạo tình thương và mô hình tiếp sức đến trường. Trong năm, mô hình hữu gạo tình thương đã thu hút 798 thành viên tham gia, tiết kiệm được 2.153 kg gạo và đã xét tặng cho 80 hộ gia đình, hội viên nghèo, neo đơn. Mô hình tiếp sức đến trường đã vận động tiết kiệm được trên 9 triệu đồng, 550 quyển tập, 20 bộ đồng phục cho con em hội viên nghèo. Ngoài ra, hội cơ sở vẫn tiếp tục triển khai một số mô hình hiệu quả tại địa phương như mô hình trao đổi sách, mô hình góp xi măng xây nhà xã Bình Quà Đông đã góp được 1.640 bao xi măng, trong năm qua ban dân trận quyện quỹ mộc quá phối hợp các ngành liên quan thực hiện các hoạt động chăm sóc thăm và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng gia đình thương binh liệt sĩ và hộ nghèo trên địa bàn quyền, hướng dẫn mặt trận các đoàn thể khối dân trận cơ sở tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày dân trận thực hiện tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm và nghị quyết đại hội đảng các cấp hướng dẫn việc xây dựng và đánh giá các mô hình xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và quyền, nhiệm kỳ 2015-2020 tham mưu cho quyền ủy sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết kết luận của trung ương của tỉnh về công tác dân vận và công tác tôn giáo dân tộc phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Số cử tri tham gia bầu cử đạt 99,77%, đồng thời phối hợp ban tuyên giáo quyền quỹ thực hiện mô hình đưa công tác tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tổ dân dân ấp, Tính đến nay, nông dân trên địa bàn quyện Mộc Quá xuống giống được gần 21.800 ha lúa đông xuân, đạt hơn 97% diện tích gieo xạ toàn vụ. Số diện tích còn lại dự kiến xuống giống dứt điểm trong tháng 1 năm 2017. Trong số diện tích đã xuống giống, có hơn 17.000 ha trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Do gieo xạ trước lịch thời vụ, đến nay, trên địa bàn hai xã Tân Lập và Tân Thành đã thu hoạch trên 950 ha với năng suất đạt 6 tấn lúa tươi trên 1 hectare để hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra, sản xuất thắng lợi vụ đông xuân, quyện một quá chỉ đạo, gieo xạ đúng lịch thời vụ khuyến cáo, đảm bảo xuống giống tập trung, né rầy trên diện rộng, ngăn chặn tình trạng gieo xạ tự phát. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng nông dân xuống giống ngoài lịch thời vụ vẫn còn diễn ra. Đây là nguy cơ làm bùng phát trầy nâu, lây truyền bệnh vàng lùng, lùng xoắn lá và một số loài sâu bệnh khác làm ảnh hưởng đến năng suất. Theo số liệu của Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Mộc Quá, hiện trên các trà lúa xuất hiện hơn 7.000 hecta bị nhiễm sâu bệnh, chủ yếu là ốc bu vàng, rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôm lá. Trước tình hình trên, để đảm bảo một vụ mùa thắng lợi, trên cơ sở khuyến cáo của ngành chuyên môn, bà con nông dân cần chủ động hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ đồng ruộng của mình, bằng việc thăm đồng thường xuyên và phun xịt thuốc phòng bệnh có hiệu quả để giao thông được thông suốt an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân trước trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và năm 2017, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong dịp Tết sắp tới. Quyền Mộc Quá đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo cho người dân an tâm đón Tết. Theo đó, quyền tăng cường cảnh báo về nguyên nhân nguy cơ tai nạn giao thông gia tăng trong dịp Tết, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, triển khai kế hoạch vận tải phục vụ Tết của các doanh nghiệp, quy động tối đa các phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, nâng cao các dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự trên tuyến đường trọng điểm như tỉnh lộ 87-89, cách trục đường liên xã, áp, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nhất là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chở quá số người quy định, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy xe quá tốc độ, lạng lách đánh võng, lưu thông không đúng làn đường quy định, bảo trì khắc phục vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, để kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm quyện Mộc Quá đã triển khai kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đáng Đinh Dậu và lễ hội xuân năm 2017. Mục tiêu của kế hoạch là hạn chế tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết, tập trung các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều và có nguy cơ cao, các khu vực tập trung chế biến thực phẩm, quy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như các kiến thức trong lựa chọn bảo quản chế biến và tiêu dùng đến người dân. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm tuyên truyền nâng cao kiến thức thái độ thực hành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết dân tộc, lễ hội, làm rõ vai trò trách nhiệm của Quỹ ban nhân dân các cấp, của người quản lý sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trong bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc thức ăn, ngộ độc bia rượu trong ngày Tết. Quyện cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đến thanh tra kiểm tra các chứng chỉ, giấy phép có liên quan, đồng thời kết hợp lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đến thời điểm này, công tác cải tạo cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh và hoàn thiện các hạng mục phục vụ khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đáng Đinh Dậu năm 2017 tại khu du lịch Làng Nổi Tân Nằm, quyện một Quá đã hoàn tất. Tết này, bên cạnh hoạt động tham quan nghỉ ngơi, đi bộ trong rừng tràm như trước, khách tham quan du lịch có thể trải nghiệm tham quan bằng xuồng ba lá trong khu du lịch, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo sự hài lòng đối với khách. Bên cạnh thái độ phục vụ, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách luôn được ban lãnh đạo khu du lịch đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Nam cũng cho xây dựng mới cổng chính đường vào khu du lịch, sửa chữa gia cố và xây dựng mới các nhà ăn uống, đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ khách. Những ngày cận Tết và Tết, khu du lịch làng nổi Tân Nam đều mở cửa phục vụ khách, giữa giá ché chào cổng không thay đổi so với thời điểm trước đó là 55.000 đồng một khách, dịch vụ tham quan bằng xuồng ba lá có giá vé 30.000 đồng một khách. Bên cạnh đó, ban quản lý khu du lịch đã chủ động chuẩn bị các loại đặc sản đặc trưng của địa phương như khô, sen để phục vụ du khách. Dịp Tết Đinh Dậu 2017, quyện Mộc Quá đã ban hành văn bản chỉ đạo về chiều bố trí tổ chức chợ qua xuân trên địa bàn quyện để các thương gia dễ dàng vận chuyển tập trung buôn bán tiêu thụ qua Tết. Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi và mua bán các loại qua kiển của người dân nhân dịp Tết Nguyên đáng Đinh Dậu 2017, đồng thời tạo điều kiện để người trồng qua kiển có nơi tiêu thụ, mua bán, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phát triển nghề trồng qua kiển. Quỹ ban Nhân dân dân quyện và các xã đã thông tin đến các hộ kinh doanh mua bán qua kiển có nhu cầu tham gia chợ qua xuân năm 2017. Địa điểm tổ chức bao gồm hai nơi, cụm dân cư trung tâm xã Bình Phong Thạnh và trước khu hành chính quyền. Đoạn tiếp giáp bên hông Tòa án Nhân dân quyện Mộc Quá. Hàng năm, cứ dịp xuân về, quyện Mộc Quá lại tất bật công tác chăm lo cho các hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn. Các gia đình chính sách thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đón cái Tết đạm ấm, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, tạo khi thế đón chào năm mới. Đến nay, quyện đã tiếp nhận nhiều đoàn khảo tâm, mạnh thường quân đến giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết như quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup đến trao tặng 200 phần quà cho hộ nghèo trị giá 100 triệu đồng, chi cục thuế quận Cò Giáp, thành phố Hồ Chí Minh đến trao tặng 80 phần quà trị giá 40 triệu đồng đến bà con xã Tân Thành và xã Bình Hòa Trung, lãnh đạo tỉnh nguyện tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và con nhiều mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện khác cũng đến quyện một Quá chia sẻ với bà con nghèo dùng sâu dùng xa. Quyện cũng tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm chúc Tết và mừng thọ người cao tuổi. Tổ chức được 7 đoàn công tác quyện đến thăm các gia đình chính sách mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn các xã, tạo được không khí sôi nổi, vui xuân đón Tết, nhớ cội nguồn. Dịp Tết nguyên đáng năm nay, thường vụ tỉnh quỹ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang cũng đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn xã Bình Phong Thành và Bình Hòa Đông. Lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ, chúc các cụ sống vui sống khỏe hưởng một mùa xuân đầm ấm phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn thanh cang cho biết các gia đình mình là gia đình cũng trụ cột cũng nồng cốt mong rằng mình tiếp tục là phát huy truyền thống cùng với con cháu để làm sao xây dựng quê hương một quá mình ngày càng giàu đẹp Ông Lê Văn Lên là thương binh ngụ ấp khai xã Bình Hòa Đông, cũng là cán bộ hưu trí của quyền, chia sẻ. Tỏ lòng biết ơn đối với nhà nước, quan tâm hàng năm đã có hàng năm tới thăm. Trong năm qua, dân trọng quỹ ngày chị người nghèo được hơn 414 triệu đồng, đã xây dựng được 26 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với số tiền là 1 tỷ đồng. Riêng đầu năm 2017, ban tổ chức dân động chi nguồn của quyền giao mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quyền xây dựng 10 căn nhà tình thương với số tiền là 300 triệu đồng. Trong đó, hội cựu chiến binh quyền cũng đến trao tặng nhà đồng đội cho bà Phạm Thị Bon, sinh năm 1947, ngụ ấp một xã Bình Hòa Đông, đang gặp khó khăn về nhở. Năm mới có được nhà mới, bà Bon vui mừng chia sẻ. Tôi mừng giữ lắm rồi, 73 năm tôi mới vô được nhà tường, cho lạnh, hết lớn luôn á. Cũng từ nguồn kinh phí quỹ về nguồn của quyền, Liên đoàn lao động quyền đã đến trao tặng máy ấm công đoàn cho công đoàn viên Đê Thị Quyền Trân, ngụ ấp 2 xã Bình Hòa Đông căn nhà trị giá 70 triệu đồng, trong đó quỹ về nguồn có quyền hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do thân dân gia đình góp thêm. Bà Nguyễn Thị Sinh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Quả Đông cho biết thêm. À, địa phương Bình Quả Đông cũng vận động quỹ vì người nghèo cũng được là trên 70 triệu, cũng cất cho hai căn nhà, xây mới hai căn nhà cho hộ nghèo tại địa phương và sửa chữa một căn. Việc tặng quà Tết người có công, đối tượng chính sách hỗ trợ Tết cho người nghèo là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Với sự quan tâm chăm lo no, kịp thời của các cấp quỹ chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà khẩu tâm sẽ mang đến cho bà con dùng biên giới một mùa xuân vui tươi, đầm ấm và đầm nghĩa tình. Năm năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được nhận bằng khen của Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục giai đoạn 2011-2016, cô Trần Thị Thu Thủy, giáo viên môn Sinh học trường Trung học cơ sở Tân Lập là một tấm gương tiêu biểu trong việc vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học tích cực đến với học sinh trong mỗi buổi lên lớp. Trực tiếp tham gia giảng dạy truyền thụ cho học sinh những kiến thức, kỹ năng giúp các em học tập đạt kết quả cao và ứng dụng kiến thức căn bản vào cuộc sống. Đối với cô Thủy, giáo dục học sinh phải theo mục tiêu giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, cho nên kết quả học tập của các em luôn có tiến bộ chất lượng đạt khá giỏi. Để đạt được thành công đó, cô đã thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy định của ngành, trường đề ra như soạn bài, chấm bài, giờ dắt lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, hồ sơ sổ sách, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình sách giáo khoa sử dụng tốt thiết bị dạy học khi lên lớp bởi nhiều đó vẫn chưa đủ cô còn tích cực làm thêm các đồ dùng thực tế mô hình tranh ảnh và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy tất cả giáo án đều soạn trên máy tính các tiết thao giảng đều dạy bằng giáo án điện tử từ đó tiết học sinh động hơn giúp học sinh thích thú và tiếp thu bài tốt hơn cô trần thị thu thủy chia sẻ được quan sát các tranh ảnh mà trong sách, ví dụ những cái động vật trong sách không có, học sinh nó sẽ quan sát rất là rõ và hình ảnh rất là sinh động, thì học sinh nó sẽ hứng thú hơn. Ở mỗi kiến thức mới, cô Thủy hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung và yêu cầu đặt ra cần giải quyết, cho học sinh tự nghiên cứu, tìm tòi, tìm hiểu kiến thức. Cho các em ôm lại kiến thức cũ, chuẩn bị tìm hiểu kiến thức mới, phát huy khả năng tự học ở nhà, phát hiện thông tin, nhận diện vấn đề trước khi có sự hướng dẫn của giáo viên. Từ đó giúp học sinh kiểm tra xem khả năng của mình, giúp học sinh ngày càng say mê học tập hơn. Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 7A1 cho biết. Thì em rất là thích cô bởi vì cách nói chuyện và thái độ của cô rất là gần gũi với học sinh. Chúng em không có gì là lo sợ hay là xa lạ vì với cô hết tham gia dạy học hơn 16 năm, cô luôn giữ gìn đạo đức nhà giáo, có lối sống lành mạnh, trang quà với mọi người. Cố gắng để được đồng nghiệp yêu mến, kính trọng, tích cực tham gia phong trào hai giỏi do ngành giáo dục phát động và được công đoàn ngành giáo dục huyện trao tặng giấy khen, giáo viên nữ đạt danh hiệu, giỏi việc trường, đảm việc nhà giai đoạn 2014-2015 chấp hành tốt mọi sự phân công của các cấp lãnh đạo, đem hết khả năng, tâm quyết và trí tệ vào giảng dạy. Thầy Lê Minh Thuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Lập nhận xét. Đối với các môn sinh thì học sinh rất là phấn khởi, thì đặc biệt là những tiết thực hành, học sinh được trực tiếp làm việc trong cái phòng thực hành luôn. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân và trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để học sinh tiến bộ là phương châm mà cô Trần Thị Thu Thủy luôn ấp ủ khi song hành cùng nghề giáo. Đối với cô, một tiết học hiệu quả là để cho các em tự suy nghĩ và thấu hiểu, rồi nêu lên ý kiến, quan điểm của mình để giáo viên giải thích hướng dẫn thêm, chứ không phải là giáo viên đọc còn học sinh thì ngồi nghe và ghi chép vào tập dở. Vừa rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Long An. Chương trình này có sự phối hợp với Đài Truyền Thanh Quyện Mộc Quá thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.